Như tin đã đưa hôm qua, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức dẫn đầu đoàn của Ban An toàn giao thông tỉnh đến bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thăm hỏi, trao quà cho 20 nạn nhân bị thương nặng vì tai nạn giao thông hiện đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Đây là một trong chuỗi những hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2023. Cũng trong hôm qua, Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục đến thăm 18 trường hợp nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại huyện Long Thành. Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao 18 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình có nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông. Mong các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời đoàn cũng mong muốn mỗi gia đình sẽ là một tuyên truyền viên tích cực, kêu gọi mọi người chấp hành tốt luật lệ an toàn giao thông, không để xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Trong 10 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Long Thành đã xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người và bị thương 13 người. Trong đó, phần lớn các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở tuyến quốc lộ 51, với các lỗi như chạy quá tốc độ, không chú ý quan sát, chạy sai làn đường,